Nãy vô cái kêu á, như ý giờ mở mắt là dồn cái gọi liên kết lậu, từ từ nó nhắm lại rồi mặt mày giờ nó đen thui chưa. Ông kêu về đi mua chai thuốc khai quang đi cho bấm đi ra, nó xịt cỏ cái nền rồi đó đó. Lúc nhỏ con không có em á, con chơi có một anh à, gồng muốn chết luôn không có ai chơi. Cái lúc mà mẹ có bầu em á, con vui lắm tại có con đưa em á. Cái xong á, lúc sinh ra cái mừng muốn chết luôn, nhìn nó dễ thương lắm. Hậu Giang quê tôi xin kính chào quý cô chú anh chị. Hậu Giang chào quý khán giả gần xa. Thì mấy anh em cũng vừa mới nghe tin là bé Như Ý bây giờ là sức khỏe rất là nguy kịch rồi cô chú anh chị. Đó thì Bảo hiện giờ đang nhập viện. Rồi sao rồi? À quên. À vô nhà. Quên hoài cô chú anh chị, tại Bảo với vợ của Bảo không có nói chuyện được. Đang nhập viện khẩn cấp, bây giờ đang hôn mê sâu cô chú anh chị. Mặt bị phù hết luôn rồi. Tội nghiệp quá trời luôn. Thời gian gần đây uống thuốc nam thấy cái bụng xẹp xẹp và thấy cũng mừng của chú anh chị. Dạ chào cô. Dạ cô, con mới lại. Trân. Dạ chú. Hồi nãy thấy mẹ của Như Ý á. Gọi nhìn mặt bé xong mà hôn mê rồi mặt thì gì mà xanh chảnh á, con cũng thấy ớn ớn. Cô ngồi đi cô. Dạ đây đây con anh gắn mít cho mà. Hiện giờ là sức khỏe của Như Ý sao rồi cô? Trời ơi nó tệ dữ lắm rồi chú ơi. Trời ơi vậy đó hả? Nó dò cẳng đó, bây giờ là không có còn dở lên mà nó mê mà ăn kêu nó là mở mắt cái rồi nó mê, kêu mở mắt cái nó mê, nó không còn biết gì nữa chứ. Xích vô bà nội. Tôi nghe của trời vậy, ngồi xích vô nội đi chăng. Bây giờ hôn mê luôn hả cô? Hôn mê. Trời ơi. Mấy bữa rồi cô? Nó đi bữa 30 á, sáng 30 đi đó. Dạ. Thì lúc mà mẹ của vợ Bảo á gọi thấy trong bệnh viện là thấy cha Như Ý giờ là hôn mê. Dạ. Kêu cũng không nghe luôn. Kêu nó không nghe, nó làm thinh luôn rồi á, hai cái tay hai cái giò giờ vô truyền nước, truyền thuốc rồi bể mạch hết trơn. Trời ơi. Rồi bể chân hả cô? Dạ. Bể mạch là nguy hiểm lắm à. Bây giờ là luôn hả cô? Bể mạch hết trơn rồi rút ra cái bây giờ là ghim kim nó không khóc nhiều, mỗi lần ghim đâu ghim mà cái giò cẳng nó đâu còn dở lên nữa. Hết cảm giác rồi. Tôi nghiệp dữ vậy. Giống như là không còn cảm giác luôn á. Bởi vì tức là ghim lúc đó là còn hơi đau, bây giờ là không có cần cảm giác mà để mà la gì hết hả cô? Người đâu có vô được, lén lén vô vậy đó, nó cho mẹ Như Ý vô không à. Đâu có cho người nào vô vì trong phòng hồi sức đó, nó đâu cho mình vô. Rồi nãy nó mở cửa nó đem bệnh vô đó, lén lén vô đó, vô rồi thăm nó được chút. Chứ ở chổng thì mẹ nó điện rồi mẹ nó quay cho cô vậy đó. Rồi nãy vô cái kêu á, Như Ý giờ mở mắt là dồm cái rồi liên kết lậu, từ từ nó nhắm lại rồi mặt mày giờ nó đen thui hết trơn. Trời ơi đen thui hả? Không, lúc mà sáng là nhìn thấy là mặt là tím ngắt xanh chành à. Sáng lúc mà vợ Bảo gọi á. Vợ Bảo gọi cho mấy anh em xem á cô. Rồi sáng hôm qua ông nội mua cháo đem vô nó chỉ, nó còn biết đòi ăn rồi bữa nay là nó không biết gì hết trơn luôn. Tội nghiệp quá trời trời. Rồi hồi nãy cô đi ra bệnh viện với ai? Đi với hai cha con đó nè, đi với anh Bảo với anh Trân nè. Hiện giờ là vợ của em Bảo ở ngoại với chú. Với chú với bà ngoại. Bà ngoại lên cũng hồi bà ngoại tính lên ngày hôm qua rồi cái không có xe lên rồi sáng này ngoại mới lên. Rồi bác sĩ nói sao cô? Bác sĩ người ta nói hỏi người ta nói tại chuyện thuốc nhiều quá rồi bé ngủ gì đó. Chứ người ta đâu có nói gì cho mình biết đâu. Rồi chừng nào tại vậy đó, rồi chừng nào mà có gì thì người ta cho mình hay thì kiểu như rồi vậy đó. Hiện bây giờ là cô thấy là như sáng anh em con thấy cũng là tím hết chân, nhưng mà cô thấy bình mẩy của Như Ý thì sao? Nó đen thui à. Đen tím hết rồi. Tím tay giò gì là dở hết nhìn lên. Khác lắm nhìn đó. Tội nghiệp dữ trời. Ghim bể mạch á, chuyện nước không được, chuyện một chai nước là chuyện vô một chút vậy, cái là bắt đầu nó rút ra nó ghim vô mạch khác rồi. Rồi là hết có cảm giác luôn á. Hết cảm giác rồi. Giờ hết không còn cảm giác luôn á cô chú anh chị.
Rồi nãy cô về, ông nội ở đâu cho về, ông nội kêu ngủ ngoài luôn đi, rồi cô nhà cửa gì sao bỏ, rồi cô nói giờ ngủ ở ngoài nó có gì thì cũng phải chạy về, phải đem về thôi, thì giờ để cô về sáng cho mấy chân nó đi học. Nói chung là hiện bây giờ thì cô với chú cũng cũng đã đang nghĩ đến một cái tình huống xấu nhất kìa ha. Dạ. Dạ. Có cái nền đó cô, ở ngoài đó đó nãy ông nội cũng kêu về mua khai quang rồi xịt cỏ á. Trời ạ. À, tội nghiệp quá trời. Thời gian gần đây là mấy anh em con đến á chia sẻ thì thấy cái bụng của bé thấy xẹp hơn, xẹp, thấy cũng mừng. Bây giờ nó cũng vẫn xẹp nữa nè, 10 phần là xẹp có 4 5 phần rồi đó. Rồi, xẹp. Dạ, mà không biết cái nguyên nhân gì sao mà cái bụng xẹp mà lại đến nguy hiểm như vậy. Sáng chân có đi ra ngoài không con? Có. Vậy đó hả? Có gặp được em không? Dạ có. Bác sĩ mở cửa ra rồi cái con chạy vô con mới coi được, rồi con chạy ra. Cũng nhìn em được hả? Em dạ. Em còn biết gì không? Có kêu em không? Không. Tại em gu à, không có nói gì hết trơn á, em gu à. Nhắm mắt em gu à. Con thấy cái em con em gu hả? Lúc mà tụi con mà nhìn như ý á là nói chung là da gà ốc nổi luôn á. Dạ. Tự nhiên nó nhanh như vậy á, nó nhanh á. Thấy nhanh. Nó đen mà nó tím hết trơn luôn. Mà hôn mê gọi cỡ nào cũng không nghe luôn. Đến bữa 30 đi tái khá, đi ra ngoài huyện với tỉnh. Ngoài nhiều khoảng nhi tỉnh đó xin giấy chuyển viện đi một tay đó đi như lên thành phố tái khám là tới ngày tái khám rồi bác sĩ hẹn ngày tái khám đó. Dạ. Rồi về bữa ba tay là đi xuống ông thầy đó hút thuốc nữa đó. Dạ. Rồi cái tối đó cái như ý nó ỉa ra máu. Thấy một giọt máu với phân đồ lộn xộn máu vậy đó, cái mẹ nó la làng lên cái chạy xuống coi vậy đó, thì cô cũng tính chở bé đi trong đêm luôn mà nhưng mà để coi 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 coi, coi, coi cái gì cũng như là mà thấy nó bị nó thấy nó còn tỉnh nó còn chơi. Dạ. Rồi cái sáng lại cái bắt đầu nó sốt rồi nó làm tới rồi đi luôn. Hiện là bác sĩ nói là bé như ý là có bị sốt huyết gì không cô? Bác sĩ nói là bé bữa đêm đi đó em vô bệnh cái chỗ mà cái phòng mà bệnh nặng đó chú Mạnh. Dạ, yeah, cấp cứu đó ha. Cái phòng bệnh nặng đó, chỗ mình đi ra đợt trước đó. Hồi sức hôm bữa không phòng bệnh nặng. Phòng bệnh nặng. Dạ. Theo dõi thì nói bé nhiễm trùng đường ruột. Rồi cái sáng lại cái bé ói ra máu. Bé ói ra máu cái là đem vô phòng hồi sức tới giờ luôn đó. Rồi bây giờ nó vẫn ói ra máu nữa. Bác sĩ thì người ta không có nói gì mình gì hết trơn. Dạ. Có bữa trước bác sĩ nói là nó bị cũng như là theo dõi thôi, nó có bị sốt xuất huyết bao tử với đường ruột không. Dạ. Thì thấy nó không có máu nữa đó thì bác sĩ nói chắc nó nhiễm trùng đường ruột rồi bắt đầu nó ói ra máu thì bác sĩ đem theo phòng hồi sức tới giờ bác sĩ họ chưa có nói gì với mình hết trơn á nhưng mà mình thấy bé nó vậy đó rồi hỏi bác sĩ ơi con bé nó bây giờ xong nó hôn mê hoài bác sĩ nói tại truyền thuốc nhiều bác sĩ nói vậy đó mà mình thấy thì cái không có khả quan tại vì con nó ở nhà nó cũng quạt bát nó chơi nó ăn đồ này kia mà bây giờ là nó đen thui nó không biết giờ kêu nó liêm diêm nó nhắm lại. Thời gian gần đây thấy từ khi mà cái bụng của bé xẹp rồi con thấy bé ăn được, mấy anh em cũng mừng hả cô? Dạ, nó ăn ơn nó luôn đó chú, cầm ăn ơn à, bằng chén người múc ăn ơn à. Cái bữa mấy anh em vô đó là tự ngồi múc ăn luôn, thấy thương gì đâu á. Dạ. Hồi... À, trời tội luôn, lúc mà nhìn bé nhìn thấy... Hồi sáng hôm qua... Xanh lè, xanh lét luôn. Sáng hôm qua đó là bé còn mua, ông nội mua cháo vô rồi bé còn chỉ kêu mẹ nó đòi ăn nữa. Dạ. Rồi sáng nay là nó nằm nó mê man luôn vậy đó, hồi sáng nó quay về cô hết biết rồi, nó quay cho cô coi đó. Nó lắc qua lắc lại bé cũng im gu mà nó đen thui là cô tính cô hết biết rồi, thì cô điện kêu ông bảo nó về rồi nó đi rước bé chân là chạy ngoài liền tới giờ luôn. À, có một cái là mình không có vô được, có ơn mẹ nó à, rồi mẹ nó đâu biết gì đâu, rồi người ta mở cửa người ta chuyển bệnh vô đó. Rồi chạy tới chen chen vô lén lén vô vậy đó rồi nhìn nó. Cô thấy có khả quan không? Giống như bây giờ mình cô nhìn... thấy tay chân giờ cẳng đó bây giờ là không có còn nhúc nhích gì chứ. Chỉ còn có từ cái mình nó lên cái đầu nó mình kêu nó liêm diêm rồi nó bắt đầu nó mê lại gì đó.
mà có cái là nó tím rồi, nó rất là nguy hiểm, tím mình mẩy nguy hiểm đen, lắm. Mặt nó xám xì, đúng rồi, đúng dạ. Giò cắn nó xám xì. Cái thời gian gần đây cô có thấy là cái màu da với trong đôi mắt của bé Như Ý có bớt cái độ vàng không cô? Từ khi mà cái bụng xẹp tới giờ nó bớt vàng, dạ. Nhưng mà nó sạm đen, nó, dạ. nó trở qua cái sạm màu đen. Nó trời, cái gan từ bị tới giờ tính ra cũng lâu rồi. Thì cô đứt ruột có cái bưng thuốc lại cái nó bụng mặt nó quay chỗ khác cho uống thuốc, rồi giờ đi ra bệnh viện thì ghim ghim tùm lum hết trơn, không biết sống nhỏ đài xác. Cái thuốc mà cô cho cháu nó uống đắng không? Đắng chứ, nó nhẫn nhẫn mà nó đắng, nó nhẫn, cô không đắng hồn mà nó nhẫn nhẫn mà nó khó uống lắm. Rồi sao mà cháu uống cô có nói điều gì không? Nó thì nó uống cũng như là nó không chịu uống cái ép, nó nói uống đi con, uống cho hết bệnh đi học với chị hai. Là nó hả hồn đổ nhiêu nó uống nhiêu. Biết nghe hết trơn. Mặc dù bé Nhĩ cũng chưa có nói chuyện được nhưng mà dạ. Nhận thức tất cả ha cô. Dạ, giờ nó nói cũng được nhiều lắm rồi đó chú. Dạ. Chứ thường mà trẻ em mà 2 tuổi á là không. Những cái loại thuốc nam hoặc là gì đắng là thường nó uống không có được. Mà nó không uống nha, nó bụng mặt có bị chúng khác á, mình nói gì đó, nói gắng uống đi con cho hết bệnh đang đi học với hai nè. Nè hả họng mẹ nó đổ nhiều uống nhiều, đổ nhiều uống nhiều, uống nhiều gì đó. Nghe mà tội nghiệp quá cô chú anh chị. Ở nhà thì uống gì đó, rồi bắt đầu đi ra bệnh viện á thì ghim kim tùm lum hết trơn, bây giờ giò cắn nó kim nát hết trơn. Ghim á, nó không có chuyện thuốc chuyện nước được á thì bắt đầu ăn lại ghim chỗ khác. Cái giò nó giờ là băng cứng ngắc luôn á, hai cái tay cũng vậy, hai cái giò. Rồi là bác sĩ cứ lại ghim suốt hoài, bây chuyện thuốc chuyện nước không được. Dạ. Nghe mà xót đó cô chú anh chị. Nãy về ông nội nó đâu có cho về đó, ông nói ở đây đêm với nó đi, cô nói làm sao. Cô nói nhà cửa ông Lâm hết trơn rồi, bé Nhân nó sáng đi học nữa, thôi kệ ở đây đi có gì giờ cũng phải về thôi. Chú cũng lo xa một điều, chắc yeah. cô cũng biết điều đó mà. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi tới trường đi về, rồi ổng kêu về đi mua chai thuốc khai quang đi cho ông bảo này ra, nó xịt cỏ cái nền rồi đó đó. Ở phía nào cô? Ở đây nè, đây ngay ra ngoài. Ở phía sau luôn yeah. ha. Cái đường xấu nhất đó hả cô? Dạ. Yeah. Thì thấy bé không có khả quan à. Dạ. Yeah. Bây giờ nó mê quản, nó bây giờ đâu có nhúc nhích gì đâu. Dạ. Yeah. Ở ngoại chỉ biết khóc không vậy á. Người xúm với nhau, bà ngoại nó lên cũng ngồi dòm với nhau khóc, chứ biết làm gì giờ. Bây giờ thì để bác sĩ can thiệp thôi, chứ mình yeah. người nhà mình cũng đâu biết làm cách nào giờ. Yeah. Thì giờ hỏi bác sĩ thì bác sĩ cũng như là còn cứu được thì bác sĩ vẫn cứu thì thôi. Yeah. Bác sĩ cũng như là không có nói cho người nhà, chưa có nói cho người nhà biết để mà cho mình bình tĩnh để mình lo thôi. Chừng nào bác sĩ cho hay thì cái con đường nó trở về thôi. Có nhiều khi bác sĩ không nói sợ dạ. mình lo quá. Dạ. Nhưng mà cô nhìn như ý thì cô cũng đoán được phần nào phải không? Dạ. Dạ. Trong lúc mà hồi chưa nhìn đó là thấy cái tình hình nó cô xấu rồi. Tội nghiệp cái gì, tội nghiệp xấu. Có 2 tháng rưỡi của đầu mổ. Đau đớn rồi bắt đầu đi bệnh viện cái chích người về cho uống thuốc. Cái bao nhiêu là uống bao nhiêu. Cho uống bao nhiêu đủ bao nhiêu chứ không có than thở khóc la vậy trơn, bụm mặt lại cái nói gì là uống nữa, nó uống đi con, uống nó hết bệnh đừng đi học với chế hai là hả họng mà mẹ nó đổ nhiêu nuốt nhiêu. Tội nghiệp sinh ra là mới có 2 tháng là mắc bệnh rồi cô chú anh chị, tới bây giờ luôn là 2 tuổi rồi đó, ngày thì cái bụng nó to thêm. Trần nó hỏi em con có sao không nội, em con có sao không nội, đâu có dám nói em con khỏe rồi, từ từ bác sĩ trị bệnh em con khỏe. Đau lòng quá. Thấy cái bụng cũng bé không xẹp xẹp mà ăn uống được kìa, anh em tụi con cũng mừng nữa trời. Giá cho bé nó uống thuốc nam nó chịu, nó cải thiện đi. Thấy nó xẹp cái bụng là tính đâu nó chịu thuốc rồi. Rồi nó cũng vẫn ăn được. Ăn uống được mà ăn mình, cô bữa hổm tụi con vô đó cô để cho cháu múc mình ơi, nó thấy thương dạ. nó sợ luôn vậy. Múc nó mừng nó múc nó ăn rồi, nó vét gớt hộp cơm nào lượm ăn hộp cơm đấy. Dạ. Rồi tối cái này có Bảo có đi ra ngoài không cô? Bảo nó ở nhà, tính Bảo nó ở nhà đến sáng nó đưa cho mấy dân đi học nè.
Dạ. Yeah. Nó ở ngoại thì nó cũng không có làm gì được. Tại tính vì cho nó ở ngoại với bà ngoại nó, rồi ở ngoại gửi có gì nó đâu có biết cái gì đâu, thôi để cho ông nội ở ngoại. Dạ đúng rồi, tại vì yeah. em không có nghe được thì cũng yeah. khó nữa. Có ông nội bà ngoại ở ngoại thì cũng được. Thế rồi ngoại thấy con nó cũng khóc suốt suốt vậy, rồi mẹ nó thôi khóc ly bì luôn. Mẹ nó từ đi ngoại tới giờ đi với ông nội đâu có vô được đâu mà giữ con cho nó, mà làm gì ở mình ên luôn suốt từ sáng rồi tới chiều, chiều tới tối tới sáng vậy đó, không ngủ không gì hết trơn, ra ngoài trong vòng ai cũng nói vô nghiệp mẹ nó, thức suốt luôn. Con vậy đó thì đâu có tâm trạng đâu. Rồi phải giá cho bé bớt gì lại chứ. Lúc hồi chưa nhìn là thấy bé cái tình trạng thấy xấu luôn. Phải xấu, mà xấu. Cái hai cái chân với hai cái tay nó nhúc nhích dở lên dưới xuống được á thì mình còn ấy, còn giờ là nó hay mất cảm giác luôn rồi. Bác sĩ ghim ghim nó không có khóc la vậy chứ. Còn một lần bác sĩ lại tới rồi nó khóc nhau hết rồi. Dạ. Bây giờ bác sĩ lại ghim mà ghim không được, chỗ này thì ghim chỗ khác thì nó nằm làm thinh vậy. Giống như bây giờ bé chuyển qua cái giai đoạn mà hôn mê vậy đó. Hôn mê sâu nó nguy hiểm lắm. Kêu còn nghe cái mở mắt lên ghim vậy, cái bắt đầu nhắm lại. Tự nhiên ở nhà cái triệu chứng sao mà mình đưa đi bệnh viện cô? Nó, lúc ở nhà. Nó cũng như cái đêm đó nó tính sáng lại là đi xin giấy chuyển viện đó. Nặng qua bữa một tay là đi Sài Gòn đó. Dạ. Tái khám. Thì tối đó nó tối một tối 30 đó là nó tối 29 đây chứ không phải 30 là nó đi ngoại rồi. Là nó ỉa cái cô thấy mẹ nó la lên thấy có máu giọt một giọt máu, nghe máu đỏ tươi luôn á. Rồi thấy trong phần nó máu với phần lợn cợn gì đó. Cái giờ tội nghiệp lắm, tới cả 2 giờ cái cô nghe nó khóc, cái cô đi vô cô hỏi cái gì nữa gì như ý. Cái nó ỉa. Cái cô nói ỉa thúi không chết luôn, cái nó cười hì nó cười vậy đó. Rồi sáng cái thấy nó sao thấy nó đừ quá trời đừ luôn, rồi bắt đầu kêu ông nội giờ điện xe đi liền, không có ở nhà chút nào hết trơn á. Bây giờ đi Sóc Trăng đi cho gần đi, chứ đi Sài Gòn mà gửi bé có cái chuyện gì đó thì đi vì cô thấy mấy bé kia đó. Dạ. Thời xa quá mình cũng lo vấn đề đó. Dạ. Yeah. Là lúc hồi nãy giờ chiều giờ sáng giờ cô ở ngoại là bé có tỉnh không? Không, nó không có, thì kêu nó vậy đó, nó mở mắt ra, nó lim dim cái nó nhắm lại thì cô không có vô được lâu. Cô vô cũng như là người ta mở cửa đem chuyển bệnh nhân vô đó thì cô lén đi theo vô. Yeah. Vô rồi cô nhìn nó vậy rồi cô kêu nó cái nó lim dim gì đó, bắt đầu nó nhắm mắt lại nó nửa mê nữa vậy. Mắt nó giờ vàng nhiều lắm, vàng dữ lắm. Vàng dữ lắm rồi hả cô? Yeah. Nó chuyển qua giống như giai đoạn nặng rồi. Giống như cái nó nằm cái giai đoạn cuối đó cô. Dạ. Nặng rồi. Trăng có thấy em không? Dạ có. Có kêu em không? Dạ không. Sao không kêu em? Tại kêu sợ bác sĩ đuổi ra, con không có nhìn được em. Lúc đó em ngủ em phải kêu, con phải kêu em dậy. Chứ bây giờ để em ngủ hoài là không được đâu. Tôi thấy mấy cô với mấy cô y tá đó lại ghim kim đồ này kia đó với bác sĩ lại khám đó, rồi lén vô nhìn từ xa vậy chứ nó đâu có dám lại gần em nó đâu. Lại gần thì bác sĩ người ta đuổi ra. Trời, không dám kêu, kêu sợ bác sĩ đuổi ra hả? Cái lúc mà đi về mẹ ra mẹ nhìn con rồi con bế bơi mẹ rồi cái con nhớ em xong rồi cái đó con muốn khóc luôn. Mẹ làm sao? Mẹ bế bơi con vậy thôi à, chứ mẹ không có nói gì hết trơn á. Biết nói gì bây giờ em sợ. Cái mẹ giúp đút tay vậy nè, mẹ kêu con đi tối rồi. Con không kêu em thức dậy hả? Chứ để em ngủ hoài là không có nên đâu, không tốt đâu. Bây giờ tội nghiệp rồi, tội nghiệp nó gì đó chứ giờ cô thấy nó cái xác nó bị hành quá trời, nó đi sớm cũng tốt cho nó thôi. Chứ còn tội nghiệp nhớ, tội nghiệp nó từ giai đoạn. Từ 2 tháng rưỡi tới giờ rồi bắt đầu đi bệnh viện suốt, hết bệnh viện sáng nghi Sóc Trăng rồi lên Sài Gòn.
Rồi ở nhà thì uống thuốc, nam. Dạ. Thấy bé bị đày xác quá trời quá đất, tội nghiệp bé quá trời luôn. Tội nghiệp chân nè, lúc nào cũng cũng lo cho em hết chân á. Bây giờ con đang hỏi rồi nói là em chừng nào về nội không à? Hỏi em chừng nào về hả? Dạ. Nãy con có hỏi bác sĩ không? Dạ không, con hỏi bác sĩ, cái bác sĩ đuổi con, sợ bác sĩ đuổi con ra. Sự mình không phải nói cho bây giờ, không phải là trù như thế nào, nhưng mà hồi trưa nhìn thấy Như Ý á, thấy nó cái tình huống xấu 90% rồi của chú anh chị. Tại vì tính đêm này để giờ ông Bảo nó ở ngoại với con nó đêm, mà đâu có dám để ông Bảo ở ngoại gì, để ông nội ở ngoại, để ông nội về rồi có gì rồi sao. Dạ. 90% rồi, mặt tím đen hết trơn luôn rồi. Cái mặt của em xanh lè à. Gì đó hả? Con đứng cách em ba xa, xa dữ không? Dạ hơi xa. Gì đó hả? Cậu hát cô chú anh chị, phần số sinh ra là không được trọn vẹn rồi, tới bây giờ mới sinh ra 2 tháng mấy. Như Ý còn uống thuốc được, còn bé gì mà anh Bảo Thi, Bảo Thi không uống được, mà Bảo Thi cũng ở đó cũng nằm bệnh chung với Như Ý luôn á cô. Dạ. Dạ. Như Ý nó vượt qua biết bao nhiêu giai đoạn, tính nó chết, bác sĩ kêu đem về rồi. Dạ. Cô năn nỉ quá, bác sĩ gán cứu đi, cái bác sĩ rồi thọc đồ tiếp hơi vô họng cái ống bằng sắt đó. Dạ. Thì cái cô cũng năn nỉ bác sĩ để chừng nào mà tình trạng là xấu nhất đi hả, đem về, chứ bác sĩ đừng có thọt cái ống nó vô, thấy tội quá à, đau bé dữ lắm. Dạ. Cái sao mà cô ra cô giái, con niệm Phật cô giái quá trời luôn, rồi hồi cái thấy bé bớt lại, rồi bắt đầu nó khỏe là hồi lúc nó mới 9 tháng. Rồi bây giờ bắt đầu lần nó vô trong khoa hồi sức đó, là lần này nó là 4 lần rồi, nhưng là có lần này là tệ nhất. Dạ. Cũng nằm ở bệnh viện Sóc Trăng này nhiều hả cô? Dạ, bệnh viện Sóc Trăng này ra vô cũng nhiều lắm. Dạ. Ở trong phòng hồi sức đó là bé cũng vô 4 lần, lần này là lần thứ 4 nè, nhưng mà mấy lần trước là bé không có tệ dữ gì. Lần này bé quá trời tệ, tay chân vừa cẳng thì bé bể mạch hết trơn. Thôi bây giờ thì gia đình mình cố gắng lên đi cô ơi. Dạ. Khi phần số bé này tới đâu thì hay tới đó, chứ giờ mình muốn thay đổi nữa cũng không được. Thì cô á thì mình là ông bà mình thương bé mà. Dạ. Thấy nghĩ tới từng giai đoạn nhớ tội nghiệp bé, nhưng mà hành xác bé quá, tội nghiệp bé quá trời. Dạ. Em vui thì con vui, chứ em không vui con không có vui nổi. Bây giờ em ngủ ở ngoài không dậy luôn rồi kìa. Bé Trăng thương em dữ lắm luôn á cô chú anh chị. Mẹ nó thức mai tới 10 giờ 11 giờ khuya là bác Trăng giữ em chồng á. Nó cũng nhỏ đó, nó ngủ khuya lắm nó mới ngủ. Dạ. Rồi hai chị em chơi vậy đó, rồi cho mẹ mai. Rồi bà ngài cũng vậy nữa, bà ngài thấy nó để trên cái ghế đẩy tới đẩy lui đó, cái xe đó. Vậy đó ngồi cho ăn đồ ăn sáng, mua cho ổ bánh mì, ngồi ăn miếng một buổi sáng vậy đó. Chừng nào buồn ngủ mẹ nó đi rửa tắm rửa rồi là đi ngủ. Nó dễ dữ lắm luôn á. Dạ. Quá trời tội của chú anh chị ơi. Mẹ nó cấp này cũng mai xiết rồi thấy bỏ nó, thấy cũng vất vả, thấy tội nghiệp, để trên xe ngồi hoài với cô tội nghiệp, với cô lại cô ẩm, cô để anh giỏng, cái cô đưa ngủ. Dạ. Nó dễ lắm. Bảo thì đi mai trên công ty chở nó mai rồi về rồi tối vậy, còn mai tiếp về vợ. Dạ. Rồi cô nói bằng ngày ngồi tối ngày mai, rồi bằng đêm mà còn mai gì nữa, rồi sáng cho đi làm nổi bảo. Nó mai tiếp bây giờ nó. À, tội nghiệp quá. Đi mai ở gần đây không cô bảo á? Trên ngã tư đó, nó mới thành lập công ty mai mà cũng dạ. Đó. Rồi sáng đi đó, rồi cái điện kêu nó về.
Trăng mê có muốn gà em không? Dạ muốn. Vậy hả? Nhưng mà ngày mai à, tao đâu có cho vô rồi. Ngày mai đi học rồi hả? Dạ. Cái gì tao không cho vô? Thật ra nằm trong phòng đó thì cũng khó vô lắm. Dạ, ta có cửa sắt ngang nó khóa lại đâu có vô được. Dạ. Bé Nhĩ có được bảo hiểm gì không cô? Có, nó có bảo hiểm. Bảo hiểm nó bé 6 tuổi, dưới 6 tuổi đó. Dạ. Nó nghe có bảo hiểm rồi mình dạ. Nhập viện rồi này kia có cũng... Có thuốc ngoài thôi, dạ. Người ta ra to mua thuốc ngoài thôi. Đỡ tốn kém hả cô? Dạ. Chứ còn ở trong bệnh viện đó thì ống chích đồ này kia mình mua. Dạ. Dạ. Còn thuốc men này kia thì không có tốn tiền bao nhiêu. Rồi có cái cũng như mình đi ra đó, rồi đi tới lui thì xe đồ ăn uống đồ này kia sinh hoạt vậy thôi. Dạ. Lúc nhỏ con không có em á, con chơi có một ngân nè, rồng chết luôn không có ai chơi. Cái lúc mà mẹ có bầu em á, con vui lắm, tại có con đưa em á, cái rồng á. Lúc sinh gà cái mừng muốn chết luôn, nhìn nó dễ thương lắm. Cái lúc mà chở dạ. Nó về được mấy ngày có á. Có quay bé không? Để đi con. Được mấy ngày xong rồi á. Cái nó bệnh, cái xong á tưởng đâu bệnh nhẹ thôi chứ không có bệnh nặng gì đâu. Cái thấy nó vẫn chơi. Cái xong á thấy cũng mừng, tại nó không có bị gì hết trơn á, nó khỏe lắm. Cái xong á cái từ từ nó bệnh xong rồi á, con tưởng đâu là con vẫn chơi được, tại em bệnh nhẹ thôi. Cái từ từ á nó bệnh nặng xong rồi á, con tưởng đâu là nhập viện mấy ngày thôi là về rồi, cho nên là từ từ nó cũng hết bệnh nè. Cái từ từ nó bệnh nặng luôn. Mà lúc đó con không có biết. Cái xong á bà nội mới nói với con á, xong rồi á em nhập viện ở ngoài luôn. Cái con nhà con gầu con khóc luôn. Trời ơi. Chú nghiệp bà Trân á, cô chú anh chị nghe bà Trân chia sẻ mà rớt nước mắt. Vợ điện hả dạ? Bảo. Tội quá. Thôi thì bây giờ cứ gắn lên đi cô ơi, tới đâu dạ. Hay tới đó chứ sao giờ? Thì bây giờ mình nó ấy thì nó mình cũng không có níu kéo được. Đây nè cô chú anh chị. À cô cầm cô cầm máy rồi cô. Thầy cô, em con kêu mẹ quay con ra dấu cho mẹ quay em ơi con. Dấu ơi. Con ra dấu kêu mẹ quay em ơi. Rồi con quay màn hình lại, con quay màn hình lại. Kìa, trời ơi kìa. Chú anh chị kìa. Ồ tím hết trơn rồi cô chú anh chị ơi nè. Mặt kìa. Ôi ơi, mạng yếu quá à. Mạng yếu à cô, mạng yếu à cô. Mấy cô mạng yếu lắm. Gì đó hả? Cô mê rồi. Tím mà mày tím hết trơn rồi. Cái mắt liền như yêu à chứ không có mở. Ừ. Gọi lại. Cô có quay. Dạ. Cô có quay. Cô có quay không? Cô quay lên đoạn ha. Dạ. Gì khỏi bảo ơi. Cô mẹ có quay rồi, mẹ có quay rồi nữa để cho bà cô chú xem. Trời quá trời. Dính. Chị Trân chiều giờ ăn cơm chưa con? Hồi sáng ăn rồi. Bà nội tả gì kìa, Thôi kệ đi cô ơi. Thôi thì cô cũng coi gắng có gì thì cô coi bé như thế nào rồi nghe cô. Dạ. Tình hình là con có chuyển viện được không cô? Mình có xin chuyển viện được không? Không, bác sĩ không cho chuyển. Bác dạ. Sĩ nói chuyển cô không có đi tới đâu á. Trời gì đó hả cô? Dạ. Nói chung trong cái thời điểm này chắc có lẽ là không đi được. Dạ. Vì bé ông mê hoài đâu có đi được đâu. Dạ. Cái lúc mà em ôm lại con cái hết vàng da con tưởng đâu là từ từ em sắp biết đi rồi, con mừng quá trời luôn. Cái từ từ bị bệnh lại cái con buồn quá trời luôn. Mà lớn rồi người ta 2 tuổi là người ta biết đi rồi, còn em con chưa có biết đi, con gậu cũng chết luôn. Tội quá.
Cô ơi, thôi gì dạ. Thì tụi con đến đây thì cũng nghe tin coi thử cái tình hình của Như Ý như thế nào đó. Dạ. Đó, thì tụi con xin phép kết thúc video ở đây ha cô. Dạ. Có gì thì cô cho tụi con hay với ha. Dạ. Dạ. Cố gắng lên nha cô. Chân cố gắng lên nghe con. Dạ. Mời con dẫn đi học đi nghe con ha. Dạ. Thì ông bà cô chú cũng rất là quan tâm về cháu Như Ý á. Dạ, bên em tụi con cô cho tụi con hay. Bên em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý khán giả xa gần đã luôn chia sẻ và đồng hành cùng anh em chúng em. Kết thúc video tại đây. Dạ. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video tiếp theo ạ.